nay chúng tôi mời bà con qua thăm một cái trang trại nuôi cá và tôm của chú Dược ở Giao Thủy, Nam Định nha bà con. Đây cái không gian này mênh mông tất cả của gia đình nhà chú Dược đấy bà con. Hôm nay chúng tôi sẽ nhờ chỗ chú Dược đó thao tác cái sản phẩm Vita C Max để trộn cho cá và tôm trên ao nhà của gia đình dùng. Và cái này thì sử dụng cái này thì cũng rất đơn giản, nhưng bà con có một số những cái chú ý để xem những người mà nuôi quy mô lớn này, họ thao tác trộn cái Vita C này vào cám và cho ăn như thế nào, thì chúng tôi xin mời bà con qua thăm gặp chỗ gia trại nhà chú Dược. Mời bà con xem chú Dược thao tác trộn cái Vita C nhé bà con nhé. Ví dụ như một gói này là trộn khoảng độ 5 bao cám, thì một bao cám là 3 lít nước. Một bao cám với 3 lít nước. Quấy đều. Đó này, trộn. Ba phút là đã rất là đều và thế dùng máy quay khoảng 2-3 phút rồi chú. Đây hải cám rất là đều. Là những trường hợp nào thì mình dùng cái C này chú? Thời tiết nóng bức là mình hỗ trợ vitamin C để cho nó tăng sức đề kháng, vậy. Chống bệnh tật. Đây mình đang mứng ao này, nhà mình tôm hay là cá? Vừa tôm vừa cá. Cái này mình cho ăn vào sáng hay chiều hay chưa? Nếu mà đại mùa lúc cá nó mạnh là thường cho ăn về buổi chiều nắng nóng. Vậy. Sáng là cho ăn men. Vậy. Men tiêu hóa. Vậy. Sáng là cho men, còn chiều mình trưa mình cho ăn cái này à? Đấy, buổi chiều cho ăn. Vậy. Đều nhỉ? Vâng. Cái này vậy. Thì là mà nó không bị tan ra nhỉ? Vâng. Trộn máy thì nó rất là đều, nó không như trộn bằng tay. Vâng. Trộn tay thì là hột nọ hột kia, nhưng mà cái máy này thì tay rờ độ ẩm rất là đều. Vâng. Chỉ 2-3 phút đồng hồ là xong một cối. Này thì máy này cũng dễ mua luôn. Máy này máy đa năng, đảo bữa trộn bê tông rồi. Trộn cá. Nếu mình không nuôi đó thì mình cho đi đảo bữa. Bà con xem chú Dược cho sau khi trộn xong nhá, thì chú sẽ cho xuống cho cá ăn. Đây cái không gian trại rộng lắm. Nếu bà con có về Giao Thủy Nam Định thì hỏi nhà chú Dược nhá. Cái thao tác trộn cái xe này cũng không quá khó khăn đúng không bà con? Và hiệu quả rất là tốt đấy. Là dùng dầu bao là chỉ có thuốc kháng sinh và thuốc kháng sinh trị bệnh, còn thực ra mà nói là nếu pha men với lại pha C thì là men nó ra ao thì cũng là tốt thôi,
Còn C nó là ao thì cũng là tốt. Bởi vì là người ta nó thường là hay tạt là C với lại tạt men xuống ao bình thường mà. Vâng. Cái này thì ví dụ như cho ăn này thì bao lâu mình bổ sung cái này một đợt cái C trộn này này. C với men là cho ăn thường xuyên. Rút ngắn thời gian chăn nuôi lại. Đỡ lùi lo dịch bệnh. Chú nuôi nó gần 20 năm rồi nhỉ. Vâng. Xin hẹn bà con video sau nha. Xin chào.